Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Và sau đây là chương trình dự báo thời tiết. Chào quý vị, tôi là Thông Thiếu Lâm. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết nóng lồng lộn một ngày qua và 3-4 tuần tới. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đêm không nắng, ngày vắng sao. Nhiệt độ trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ. Tại các khu vực Tây Bắc Bộ, hiện có mưa rào và dông nhiều nơi, nhưng hiện chưa biết nơi nào. Tin ven biển, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận không mưa, có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ, mây tan thì nắng gắt. Biển động nhẹ, trên giường động mạnh, có lúc không động đậy, hên xui. Tin bão xa, vào 13 giờ chiều nay trên biển Đông tự nhiên xuất hiện một cơn bão to dã man mà không hề báo trước. Cơn bão có sức gió từ cấp 1 lên cấp 12, có lúc lên đến cấp đại học. Biển động rất dữ dội và đã làm cho những cơn sóng có chiều cao từ 10 đến 15 cm và gây ra những hậu quả vô cùng to lớn và khủng khiếp. Những con sóng ấy đã đánh gãy răng những con cá mập đang có hành động nhe răng cắn cáp. Và đặc biệt, những cơn sóng ấy đã làm cho những chú cá voi ói mửa say sữa từ lưa hột dưa vì bị say sóng. Đây là cơn bão to lớn và cực kỳ khủng khiếp, nên đề nghị quý bà con cô bác ở nhà like video và subscribe kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn. Mình là Thông Thiếu Lâm. Thì hôm nay thì mình nhận được một kiện hàng từ Mỹ. Và chúng ta cùng khui hàng nha. Tại vì sao phải khui hàng? Vì thông thường thì theo mình nghĩ là hàng mà gửi từ Mỹ về á, thì có một số ví dụ như là kẹo sô-cô-la hay là những cái thứ gì mà cần để trong tủ lạnh thì mình sẽ đem vô bỏ trong tủ lạnh. Nên là mình phải khui hàng. Ok, bỏ hàng đã được niêm phong và chúng ta cùng mở hàng nha. Ok, lên chưa ta? Ok. Các bạn, đây là bảo hàng của chúng ta đây nha. Rồi, địa chỉ mình ha. Đây là hàng gửi từ San Jose. Rồi, San Jose, Mỹ. Tên đây, gửi hàng cho Nguyễn Dĩ Phước Thông. Rồi, địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh, một thùng. Đây. Rồi. Xung quanh thì kiện hàng đã được niêm phong rất kỹ ha. Chưa có tình trạng khui. Đây cũng vậy, rất là kỹ. Chưa có khui. Rồi, niêm phong rất kỹ luôn. Mặt này cũng vậy. Rồi, chúng ta mở hàng nha. Hàng ngày trên máy bay.
rất là thơm, thơm cái mùi đấy. Rồi đây quý vị, đây là bên trong của cái thùng hàng, kiện hàng ha, thì chúng ta có các sản phẩm như là hộp Homes gì đây, được dán rất là kỹ càng nha, để mà đi di chuyển thì nó sẽ không có bị đổ ra. Một món tiếp theo là chúng ta sẽ có cái gì đây không biết, Freezy Air đấy. Rồi tất cả đều được niêm phong. Thùng dầu cũng vậy, dầu xanh niêm phong rất kỹ luôn nha, chưa có tình trạng mở khui hàng. Rồi đây cũng vậy, cũng là niêm phong dầu xanh. Chúng ta có hai thùng giấy, giấy này là để giấy thơm á, đúng không? Cũng được niêm phong luôn. Còn đây thì có một cái kiện nữa, mà không biết kiện gì đây. Bóp cái này giống như hình như là có cái không nói gửi cái gì của thánh mới biết. Trong đây là cái gì đây? Senzo đổ lưu huỳnh. Senzo. À, biết cái kẹo gì trong đây không trời. Hết rồi. Đây, hết. Hết kiện hàng. Chỉ có 1 2 3 4 5 món. Trong đó thì có hai thùng dầu. Coi kiện hàng này hàng gì. Biết mấy ông có gửi kẹo không? Gửi kẹo là tại vì mình đang do dự là không biết có nên mở cái này hay không, thấy nó gói kỹ quá. Mà nếu mà gửi kẹo thì phải mở ra. Lắc lắc y như xà bông chỏng vậy đó. Tại vì cũng không thấy nhắc là có kiện hàng nào mà anh không nên mở. Thấy không thấy nhắc thôi thì mình cứ mở đại đi ha. Rồi. Gói rất là kỹ càng, chắc là sợ bị va đập hay gì trong đây. À, dầu thơm Nguyễn Vĩ Phước Thông á, tên mình kìa. À, đây là Coco Chanel. À, dầu thơm Pháp. Gucci. Rồi xong. Đây, kiện hàng được gói trong đây. Rồi thì mình sẽ để nguyên như vậy. Rồi nhận hàng thôi mà, đâu có làm gì đâu. Ê, có cái đinh à, khuyến mãi cái đinh luôn, má đọc thiệt. Rồi ok, thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ dán lại vì tại vì nó không phải là kẹo.
tưởng là kẹo thì còn cất cho tủ lạnh giùm. Xong. Rồi, hết rồi. Khăn thơm. Dầu xanh. Dầu thơm. Xịt phòng. Chắc là sữa tắm. Hết nguyên kiện hàng. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hàng của ai thì vô nhận nha. Nha. Đăng clip, ráng ráng xem cho nó nhiều, thấy không? Rồi. Bye bye.